Vâng, xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì trong một cái đoạn video ngắn, em sẽ review giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình về một mẫu sản phẩm máy hàn, máy xách tay mini nhỏ gọn, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Em sẽ chi tiết cho các bác nhà mình về đầy đủ thông số kỹ thuật nhé. Đây là máy hàn Sasuke. Đây là cái hộp đựng máy này các bác này. Đó, cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. À, em có bóc máy ra đây để cho các bác được cùng tham khảo về cái mẫu sản phẩm này của bên em. Một chiếc máy hàn một chức năng chuyên hàn que các bác nhá. Cái kiểu dáng của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Đấy, thương hiệu Sasuke này. Đấy các bác nhìn này, cái chữ Sasuke nó sẽ dập nổi ở trên máy như này luôn. Cực kỳ là đẹp nhá các bác nhá. Đây này các bác nhìn này. Đấy. Và cái con này nó có một cái ưu điểm rất là hay, là nó cực kỳ là nhỏ gọn, sẽ phù hợp cho những bác nào mà làm trong công việc gia đình, hoặc là các bác thợ làm nghề, các bác cần một con máy hàn nhỏ gọn để các bác có thể là đeo lên vai, làm việc ở trên cao rất là tiện lợi. Bởi vì cái này là em có đo thông số rồi về cái độ dày này nhá. Độ dày này của máy nó chỉ có 10 cm thôi. Và cái chiều cao của máy này này, chiều cao của máy sẽ là 15 cm. Và cái bề ngang này nhá, bề ngang của máy sẽ là 22 cm. Một cái kích thước cực kỳ là nhỏ gọn, đẹp và chắc chắn. Và trọng lượng của máy khi mà các bác đặt nguyên máy như này lên cân, nó sẽ là 2,2 kg. Đấy, rất là nhỏ gọn, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Và phụ kiện đi kèm theo máy thì sẽ có đầy đủ như này. Đây, phía bên trong hộp là các bác sẽ có đầy đủ này. Thứ nhất là các bác sẽ có dây hàn và kìm hàn kẹp mát đầy đủ nhá. Đây là dây mát này các bác này. Đây là dây kẹp hàn này. Đấy, cái dây này thì nó sẽ dài, cái dây kẹp mát này nó chừng độ 2 mét. Đấy, còn cái kẹp hàn này chừng độ 3 mét, 2-3 mét gì đấy. Em chưa đo cụ thể đâu. Đấy, nhưng mà nó cũng khá là dài quá nhá. Và các bác sẽ được tặng kèm theo là, thứ nhất là sẽ có một cái gõ dỉ này. Tiếp theo là sẽ có một cái mo hàn nhá. Đấy, đây là cái mo hàn để các bác có thể là bảo vệ da mặt của các bác khi mà sử dụng máy hàn. Đấy, đây là mo hàn này. Một cái dây đeo nữa nhá. Các bác sẽ có một cái dây đeo để đối với là những bác nào mà làm việc ở trên cao, các bác có thể đeo máy lên người. Và có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đấy, nói chung là phụ kiện rất là đầy đủ rồi. Về các bác chỉ có mua que hàn nữa thôi là các bác có thể là sử dụng được. Với một chiếc máy hàn mini nhỏ gọn như thế này thì các bác có thể là hàn được que 2,5 ly nhá. Các bác hàn kéo que 2,5 ly thoải mái cho em. Còn que 3,2 ly thì các bác hàn chấm tỉa, thế là ok. Với một chiếc máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Với cái sản phẩm này thì bên em luôn nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác nhé. Và em cũng xin được báo giá luôn với cái sản phẩm này để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo. Một chiếc máy hàn Sasuke một chức năng, các bác chuyên hàn que kéo 2,5 ly thoải mái cho em nhé. Với mức giá là 950.000 đồng, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Một cái mức giá cực kỳ là hời các bác nhé. Bác nào có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác chưa cần phải đặt cọc, chưa cần phải chuyển khoản gì hết. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng nhé. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng và test máy đầy đủ, cho nên là các bác yên tâm ạ. Về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề, bên em phân phối rất là nhiều, số lượng rất là lớn nhé. Và giá cả bao giờ cũng là cạnh tranh nhất thị trường để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh, là nút màu đỏ và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.